Bây giờ chúng ta sẽ đánh 7 cái diêm hồng. Trọng lượng ở đây là 5 kg. Chúng ta cho cá vào máy. Đối với cá diêm hồng thì chúng ta sẽ cài đặt thời gian lên là 60 giây và nhấn công tắc để cho máy chạy. Đây, được không? Được, được. Đây. Có cả lốc đây, cái gì vậy?